bác nhé. Đây. Vừa về được cái con hàng mini này. Con này bơm nước nhé. Nước này của hiệu Robin Subaru này. Đấy, EC025RR này. Japan nhé. Con này còn siêu đẹp luôn nhé. Đấy, em để tại do là cố định cái ống hút cho nên là em không xách lên cho các bác xem được. Con này thì siêu gọn nhẹ luôn. Chạy động cơ 2 thì nhé. Hàng chuẩn của Nhật luôn. Con này thì nó tự hút. Đây, có cái thông số của nó đây. 25 mm, 35 mm gì đây này. Đấy, hàng chuẩn Japan nhé. Con này còn rất là đẹp luôn. Ốc ác các thứ em chưa có vệ sinh thì còn nguyên 7 màu nhé. Có nguyên cái đầu nối nhanh này cho các bác này. Còn ống này thì em lắp tạm nhé. Nó là ren 34. Đấy. Nổ thì cực kỳ dễ nổ. Xăng pha nhớt 2 thì nhé. Đấy. Đồ đạc còn mới đó. Nổ nhé. Cái này là em sợ nó cái kiểu ga của nó còn mạnh lên được rất là nhiều nữa nhá, nhưng mà cái kiểu em đang để cho nó chạy tèn tèn thôi, bởi vì cái nước của em là nó cho ít quá. Đấy, sợ nó xịt quá ấy. Mình cứ cho xịt hết nhá, nổ lại phát nữa cho xịt hết ra khỏi cái xô cái này, dễ nổ lắm. Đấy, có nghĩa là bao bơm nước, bao đồ các thứ cho bác nhé. Mấy con này các bác mà xách đi tưới vườn, tưới việc này, xách đi tưới vườn này làm gì được. Bởi vì cả cái cục máy này thì nó nặng tầm độ không biết được 3 cân hay 4 cân. Đấy, hàng bao mới cho các bác nhé. Bao mới ra đẹp rồi. Con này mà xách bác nào mà tưới vườn các kiểu ấy, xách đi con này thì bao ok luôn. Ống này thì nó đẩy các thứ là như không nhầm là 35 mét này, này. Đấy. Siêu dễ nổ, lại phát nữa nhé. Bác nào ưng con này ở em nhé. Cảm ơn.